các bạn đang cùng đến với chương trình Nhịp sống trẻ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Các bạn thân mến, bây giờ đã là những tuần cuối của tháng Chạp, cuộc sống dường như hối hả hơn vì ai cũng đang tất bật chuẩn bị cho những ngày Tết. Tháng Chạp luôn mang đến cho chúng ta thật nhiều cảm xúc. Bạn thích đi đâu, làm gì trong những ngày cuối tháng Chạp này? Chắc hẳn là rất nhiều thứ đúng không nào, và chương trình luôn mong muốn mang đến cho các bạn thật nhiều điều thú vị. Còn bây giờ hãy xem nội dung chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Giọng ca trẻ Nguyễn Ngọc Thảo Nhi là gương mặt trẻ xuất hiện trong một bàn trẻ. Cẩm năng trẻ là tour trải nghiệm bằng xe đạp về cầu ngói Thanh Toàn. Clip sắc xuân sẽ gửi đến các bạn trong một ống kính đa cộng. Và cuối cùng là cảm nhận của giới trẻ về môn võ Taekwondo trong một góc nhìn trẻ sẽ khép lại chương trình ngày hôm nay. Bây giờ là chương mục đầu tiên. Các bạn thân mến, ca hát có lẽ là sở thích của rất nhiều người trẻ chúng ta. Và ca hát cũng là một con đường nghệ thuật đang được rất nhiều bạn trẻ lựa chọn. Hát để thỏa lòng đam mê và hát để khẳng định mình trong những cuộc thi tài, đó là điều mà cô bạn Thảo Nhi đang làm. Một bạn trẻ ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng làm quen với giọng ca Nguyễn Ngọc Thảo Nhi, quán quân cuộc thi Học viện Ngôi Sao, để cùng xem bạn trẻ này là ai và đã đến với âm nhạc như thế nào. Rằng không biết là gì, không biết mình cần chi, không biết mình là ai. Đây là Nguyễn Ngọc Thảo Nhi, cô gái Huế 19 tuổi, vừa xuất sắc đạt giải quán quân chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc mang tên Học viện Ngôi Sao do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức năm 2015. Đây là cuộc thi mang tính thực tế, bao gồm cả quá trình rèn luyện và biểu diễn kéo dài 3 tháng, với sự tham gia của hàng nghìn thí sinh trên khắp cả nước. Ca hát đam mê hát ca từ nhỏ, từ khi con học lúc 1-2 tuổi, khi mà thầy được mẹ gửi vào trong trường mẫu giáo thì đã bắt đầu tham gia các hoạt động văn nghệ của trường. Để mà nói cái thời điểm như nhận ra rằng niềm đam mê với việc ca hát không chỉ là sự yêu thích, một cái sở thích của mình mà mình còn muốn phát triển hơn, thì là lúc mà Nhi học lớp 10. Lúc đó Nhi lên hát châu cơ và lâu lắm rồi không được hát trước đám đông. Và sau đó thì cả khối 12 của trường khi mà ra về thì đều tới và nói là tại sao mày không học về nhà. Tại vì cảm thấy là như có thể làm ca sĩ và tham gia Học viện Ngôi Sao và trở thành quán quân. Điều mà Nhi nhận được không phải là một cái tên tuổi nào quá là to lớn. Tại vì đối với Nhi, quán của Học viện Ngôi Sao thì kiểu mình cũng chỉ là vừa mới chơi một trò chơi và mình thắng thôi. Và cái mà Nhi nhận được đó là những cái bài học. Nhi trưởng thành hơn rất là nhiều về cách suy nghĩ cũng như là cách Nhi nhìn nhận mọi thứ. Thảo Nhi đang chuẩn bị để đến với buổi gặp mặt FC của mình ở Huế. Từ một cô gái chẳng gì, không biết make up là gì, thì giờ đây Thảo Nhi đã có thể tự trang điểm và làm đẹp cho bản thân với những phả cách về ngoại hình. Có thể nói năm 2015 là năm của bạn gái này, khi mà cái tên Nguyễn Ngọc Thảo Nhi được nhiều người yêu nhạc cả nước biết đến. Để thỏa lòng đam mê ca hát, năm 2015, Thảo Nhi đã tham gia cuộc thi dòng hát Việt, lọt vào top 20 cuộc thi thần tượng âm nhạc Việt Nam, Việt Nam Idol và xuất sắc đạt giải quán quân chương trình Học viện Ngôi Sao. Những cuộc thi âm nhạc lớn là nơi dòng ca trẻ này có một môi trường tốt để tự rèn luyện khả năng ca hát và phong cách biểu diễn trên sân khấu. Chính từ những cuộc thi có tính cạnh tranh cao như vậy, cô gái 19 tuổi đã trưởng thành hơn trong suy nghĩ và mạnh mẽ hơn khi bước vào nghề ca hát. Nếu như mà chọn giữa việc đi học làm để ra làm một cái nghề đạo văn phòng và đi hát để làm ca sĩ thì hiếm có một người có thể đủ mạnh mẽ và có thể dũng cảm mà chọn cái con đường ca hát. Và nhất là Nhi khi mà gia đình không theo nghệ thuật, rồi cả không ai ở trong Sài Gòn để có thể ở bên cạnh mình làm chỗ dựa tinh thần, chỉ là chỗ dựa tinh thần không đủ. Nhưng mà Nhi là một mình thì nó đã là một cái gì đó khó khăn đối với Nhi rồi. Để mà là để phát triển và đi lên thì cần phải có rất là nhiều thứ, không chỉ làm về tài năng của mình. Nếu tận ra là thử thành công là 100% thì tài năng chỉ chiếm 20% thôi. Và tất cả những thứ còn lại là về những thứ mà Nhi rất là thiếu. Thực sự rất là thiếu và luôn luôn bị áp lực về điều đó. Nhưng mà tới bây giờ thì chỉ có niềm tin là mạnh nhất.
Trên sân khấu, Thảo Nhi luôn xuất hiện với phong cách trẻ trung gần gũi. Không đặt nặng kỹ thuật khi hát, điều quan trọng là truyền tải được cảm xúc đến khán giả. Với cách xử lý bài hát thông minh, giọng ca ấm và mở, Thảo Nhi chinh phục tai nghe của người hâm mộ bởi độ lặng sâu nhưng cũng vô cùng trong trẻo của mình. Những ca khúc Thảo Nhi chọn lựa luôn là những câu chuyện hay về cuộc sống, tình yêu và cảm nhận của người trẻ tuổi. Chính vì vậy, ở cuộc thi lớn như Học viện Ngôi sao, Thảo Nhi đã chinh phục được ban giám khảo và khán giả cả nước khi trở thành quán quân. Mini show đầu tiên của Nguyễn Ngọc Thảo Nhi ở Huế thu hút đông đảo những người quan tâm, yêu quý quán quân Học viện Ngôi sao. Trong không gian ấm cúng này, những sẻ chia đầy xúc động của cô ca sĩ trẻ được giải bày. Âm nhạc đã kết nối những người bạn trẻ này và nhiều người hẳn đang nhớ đến một nữ sinh trường Quốc học những năm về trước với giải nhất của cuộc thi âm nhạc cuộc hút giới trẻ Huế mang tên Hits By You. Chắc chắn là Nhi sẽ vẫn tiếp tục đi hả? Và bên cạnh đó là Nhi sẽ học thêm về những cái kiến thức cơ bản của nhạc lý cũng như là học nhiều hơn về những nhạc cụ để có thể Nhi cũng đều có một cái ước mơ nhỏ nhỏ. Ngoài cái việc đi hát thì Nhi vẫn muốn làm, có thể làm nhạc, có thể tự mình làm nhạc phối nhạc cho những ca khúc mà mình tự sáng tác và mình sẽ hát những cái ca khúc đó. Nhi nghĩ sẽ rất là khó nhưng mà Nhi vẫn luôn giữ nó trong lòng và vẫn luôn cố gắng học hỏi hết sức. Bởi có là you only live once, là bạn chỉ có thể sống một cuộc đời thôi. Và tuổi trẻ thì cũng chỉ nằm vọng vọng vẹn trong vài năm. Và nếu như các bạn không dành thời gian đó để đam mê hết mình và những cái mà các bạn thích thì sẽ là một điều tiếc nuối. 30 tuổi và nhìn lại cuộc đời của mình và kể lại câu chuyện của mình khi năm 2 tuổi thì hãy kể một câu chuyện đã thật là ý nghĩa. Hoạt động âm nhạc tích cực như thế, ít ai biết rằng cô bạn này hiện đang là sinh viên năm 2 trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tư thời gian theo đuổi đam mê, tham gia vào các cuộc thi âm nhạc, Thảo Nhi đã bảo lưu kết quả học tập tại trường. Có thể nói, đó cũng là quyết định lớn đối với cô gái có thành tích học tập tốt từ nhỏ cho đến khi vào đại học như Thảo Nhi. Và đó cũng là lý do nhiều lần Thảo Nhi không nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Hoạt động nghệ thuật nghiêm túc và những thành tích mà Thảo Nhi đạt được đã một phần nào khẳng định được cô gái này hoàn toàn có khả năng đột phá như chính tại cuộc thi Học viện Ngôi sao. Và giờ đây, bên cạnh những vô tư hài hước của cô gái 19 tuổi, Thảo Nhi cũng hiểu được rằng sự trưởng thành và chỉnh chu là cần thiết nếu muốn bước sâu vào con đường mình đã lựa chọn. Tháng chạp luôn khiến mọi người bận rộn hơn và tin chắc các bạn trẻ sẽ rất thích thú với không khí của những ngày cuối năm bởi ai cũng muốn mua sắm thật nhiều để những ngày Tết cổ truyền dân tộc ấm áp hơn. Và trong những ngày cuối tháng chạp này có rất nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật được giới trẻ thành phố quan tâm. Và một cộng đồng trẻ, chúng ta hãy cùng với phóng viên chương trình đến với tour trải nghiệm bằng xe đạp về cầu ngói Thanh Toàn. Và đây cũng là một gợi ý thú vị cho những bạn trẻ nào thích những tour du lịch khám phá, vận động và tìm hiểu thiên nhiên. Các bạn trẻ là thành viên của câu lạc bộ Huế Tourism Connect, những người yêu Huế và rất đông các thành viên đến từ các công ty lữ hành du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đang háo hức chờ đợi một chuyến đi đầy thú vị và bổ ích. Tour xe đạp trải nghiệm với lộ trình thành phố Huế Thanh Toàn nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng khai hội mùa du lịch 2016 do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức. Xuất phát vào lúc 13 giờ tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế, đoàn đạp xe ven sông theo đường làng hướng về cầu ngói Thanh Toàn tại làng Thủy Thanh. Có thể cầu ngói Thanh Toàn trong mắt những bạn trẻ đang theo ngành du lịch hay những người yêu Huế đã quá quen thuộc. Thế nhưng cùng nhau đạp xe qua những cánh đồng xanh biếc, những căn nhà xưa của Huế trong không khí thật trong lành và mát mẻ như thế này lại là một chuyến đi thật lạ và hấp dẫn. Đây là dịp để trải nghiệm với tour xe đạp, hòa mình với thiên nhiên và khám phá vẻ đẹp của quê hương xứ Huế. Cảm giác thú vị và thư giãn khi đạp xe qua con đường phủ bóng cây xanh, những ngôi nhà nhỏ. Tất cả dường như bị cuốn vào phong cảnh yên bình của chốn vùng quê. Chuyến hành trình chỉ hơn 8 km và những người yêu Huế dừng chân tại cầu ngói Thanh Toàn để tham quan. Nơi đây đã lưu giữ được thật nhiều hình ảnh mà nhiều làng quê khác ở Việt Nam đã không còn.
Các bạn trẻ thất thủ được trở về với cuộc sống sinh hoạt của ngày xưa như xay lúa, đạp nước, nghe hò ru em. Và tự mình trải nghiệm với những hoạt động dân dã này để có thể hiểu hơn về cuộc sống mộc mạc đơn sơ của ngày xưa là như thế nào. Chính nhà trưng bày nông cụ này đã góp phần tô thêm vẻ đẹp trong quần thể di tích cầu ngõi Thanh Toàn. Đối với cái hành trình này thì tất cả mọi người đều phải đạp xe đạp, và trong cái cuộc sống tấp nập như hiện nay thì cái việc mà đạp xe để cùng nhau đồng hành trong một cái chuyến hành trình như thế này là rất ý nghĩa và đem lại nhiều lợi ích hơn cho cái cuộc sống của mỗi cá nhân cũng như là cộng đồng. Cũng thông qua cái chuyến hành này thì mình cảm nhận được rõ nét hơn về cái phong cảnh thiên nhiên cũng như những cái đặc trưng mà Huế có được. Được tự tay mình gọi bánh chưng theo cách của người dân cầu ngõi cũng là một hoạt động thú vị không kém đối với các bạn trẻ tham gia tour trải nghiệm này. Cũng trong hành trình về với cầu ngõi Thanh Toàn, các bạn trẻ còn được tham gia vườn rau sạch của gia đình chị Nữa. Đây là một mô hình du lịch khá mới nên các thành viên trong đoàn đều rất hứng thú. Mình thấy cái mô hình trồng rau sạch ở Huế nó rất là hay, tại vì sao mà mình phải đi thật xa đến Hội An mới thấy, bây giờ mình đã có thể thấy tại Huế rồi, mình rất là vui. Một không gian yên bình với những luống rau sạch như cải, xà lách, rau quay. Có mặt ở vườn rau này, mọi người sẽ được tìm hiểu quy trình trồng rau sạch, cách chăm sóc, vun sới và nếm thử những món ăn dân dã mà mình yêu thích. Đây là món chè bí ngô đặc sản của vùng đất này đã được chủ nhà chuẩn bị sẵn. Nhiều bạn trẻ cảm nhận được không khí ấm áp của một gia đình ở chốn vùng quê khi vừa thưởng thức món chè còn nóng hổi vừa trò chuyện. Tour xe đạp trải nghiệm về với cầu ngõi Thanh Toàn chỉ kéo dài gần 3 giờ đồng hồ, nhưng thật sự là một trải nghiệm đặc sắc và thú vị cho bất kỳ bạn trẻ hay du khách nào khi đến Huế. Những cung đường đẹp, cây cầu ngõi cổ kính hay khu vườn rau sạch đều là những hình ảnh khó quên. Mình được cùng mọi người trải nghiệm hành trình rất là thú vị. Mình đạp xe giữa những cái con đường rất là đẹp của Huế, đặc biệt là con đường bên cạnh Thanh Toàn. Mình cảm thấy đây là một chuyến đi rất là bổ ích và thú vị và giúp rất là có ích cho công việc của mình sau này. Thực sự thì mình cảm thấy rất là vinh dự khi được cùng đoàn của mình trải nghiệm cái chương trình về cầu ngõi Thanh Toàn này. Thì thực sự là một cái chương trình mà giúp em có rất nhiều trải nghiệm, được ngắm cảnh của quê hương mình. Trải nghiệm thực tế với những hành trình như thế này cũng là một cách để quảng bá hình ảnh cố đô Huế đến với bạn bè và du khách gần xa, đẹp, thơ mộng và nhiều điều thú vị. Ngay tháng chạp, Huế của chúng ta dường như đẹp hơn với những góc phố thân quen, những công viên nhuộm sắc hoa và dường như đã có thể cảm nhận mùa xuân náo nức trong lòng. Và lúc này đây, có lẽ những khoảnh khắc mùa xuân sẽ giúp cho cuộc sống của chúng ta trở nên thú vị hơn. Một ống kính ở con số này, mời các bạn cùng thưởng thức clip sắc xuân với những góc máy của phóng viên Văn Thiện. Mùa xuân đã sang, phố phường vui rực rỡ sắc màu. Kìa đàn chim én đón mừng năm mới, dòng người như náo nức hân. Kìa bao lá hoa vươn trời non trong ánh nắng vàng. Từng bầy em thơ nô đùa ríu rít, cùng hát vang lên bài ca mùa xuân. Người từng người dạo chơi khắp phố phường, nhẹ nồng nàn mùa xuân cùng ánh nắng vàng. Niềm vui hân hoan trong gió mênh mang, nhẹ nhàng đang tung bay tà áo mới. Cây nền nhà cùng sông hoạt đón giao thừa, nay là đào là mai bánh trưng xanh. Vui bên nhau cây quần thật ấm cúng, cùng chúc tân xuân vừa sang. Mùa xuân quê hương yêu thương đang sang mênh mang về khắp nơi. Mùa xuân quê hương yêu thương đang sang mênh mang về nụ cười. Mùa xuân luôn luôn cho ta vui tươi cao ca, rạng ngời như muôn hoa cùng xuân mới. Một xuân quê hương yêu thương đang sang mênh mang về khắp nơi. Một xuân quê hương yêu thương đang sang mênh mang về nụ cười. Nào bạn ơi bên nhau ta hát vang lên, thật rộn ràng ngân nga khúc ca. Mùa xuân đã sang, phố phường vui rực rỡ sắc màu. Kìa đàn chim én đón mừng năm mới, dòng người như náo nức hân. Kìa bao lá hoa vương trôi non trong ánh nắng vàng. Từng bầy em thơ nô đùa ríu rít, cùng
hát vang lên bài ca mùa xuân. Người từng người dạo chơi khắp phố phường, nhẹ nồng nàn mùa xuân cùng ánh nắng vàng. Niềm vui hân hoan trong gió miên man, nhẹ nhàng đang tung bay tà áo mới. Kể như nhà cùng sông hoạt đón giao thừa, nay là đào là mai bánh trưng xanh. Vui bên nhau cây quần thật ấm cúng, cùng chúc tân xuân vừa sang. Mùa xuân quê hương yêu thương anh ra mây mang về khắp nơi. Mùa xuân quê hương yêu thương anh ra mây mang về nụ cười. Mùa xuân luôn luôn cho ta vui tươi câu ca, rằng ngày những muôn hoa cùng xuân mới. Khắp nơi nơi. Mùa xuân quê hương yêu thương anh ra mây mang về nụ cười. Nào bạn ơi bên nhau ta hát vang lên, thật rộn ràng ngân nga khúc ca. Mùa xuân đã sang, phố phường vui rực rỡ sắc màu. Kìa đàn chim én đón mừng năm mới, dòng người như nao nức hơn. Kìa bao lá hoa vương trôi non trong ánh nắng vàng. Từng bầy em thơ nô đùa riu riu cùng hát vang lên bài ca. Mùa xuân đã sang, phố phường vui rực rỡ sắc màu. Kìa đàn chim én đón mừng năm mới, dòng người như nao nức hơn. Kìa bao lá hoa vương trôi non trong ánh nắng mới. Mùa cũ qua rồi hãy vui lên nào, chào một năm mới đã sang. Mùa xuân đã sang, phố phường vui rực rỡ sắc màu. Kìa đàn chim én đón mừng năm mới, dòng người như nao nức hơn. Kìa bao lá hoa vương trôi non trong ánh nắng vàng. Từng bầy em thơ nô đùa riu riu cùng hát vang lên bài ca mùa xuân. Của bất kỳ nước nào cũng đều chứa đựng sự bí ẩn, sức mạnh và cả sự quyến rũ. Theo học bất kỳ môn phái nào, các võ sinh cũng học được cách tự vệ và tìm hiểu được tinh thần của môn võ đó. Hãy cùng với Thùy Trang đến với một góc nhìn trẻ ngay sau đây. Ở trong thể dục thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế, trong cuộc chơi luyện tập của các vận động viên taekwondo, là một môn võ có xuất xứ từ Hàn Quốc. Taekwondo cuốn hút bởi vì đây là nghệ thuật biểu diễn võ bằng tay và chân, và các vận động viên tham gia môn võ này cảm nhận được điều gì? Hãy cùng đến với một vài ý kiến chia sẻ. Mình tập tên đô này được là 6 năm rồi. Mình tập tên đô này trên hết là mình muốn có đạo đức và có sức khỏe. Mình đến với taekwondo là vì để mang lại sức khỏe và đó là niềm đam mê của mình. Nếu muốn thực hiện đam mê thì em phải cố gắng tập luyện, cần có sự dẻo dai và sức mạnh để tập luyện. Taekwondo là một môn võ có tính nghệ thuật cao. Khi tập taekwondo thì thấy tinh thần sảng khoái hơn và giúp cho sức khỏe mình vui vẻ và yêu đời lạc quan hơn. Rất vui khi tập môn taekwondo. Tập taekwondo giúp cho mình có được sức khỏe, bảo vệ được bản thân và vậy nâng cao chiều cao của mình. Lúc đầu thì cũng có được nhiều mà học được taekwondo. Thích taekwondo thì từ nhỏ tạo cho mình cảm giác thoải mái, sức khỏe thì dồi dào, tự tin trong cuộc sống. Rõ ràng có nhiều lý do khác nhau khiến các bạn trẻ chọn học taekwondo, và phóng sự nào sau đây sẽ giúp cho quý vị và các bạn hiểu rõ hơn vẻ đẹp của bộ môn taekwondo cũng như quá trình luyện tập của các vận động viên ở trường thể dục thể thao. Cho đến thời điểm này, trường trung cấp thể dục thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế đã đào tạo hơn 200 vận động viên thi đấu đỉnh cao, mang vinh quang về cho tỉnh nhà và bổ sung vào lực lượng đội tuyển quốc gia. Năm 2015 là một năm thành công với taekwondo Thừa Thiên Huế, bởi khá nhiều vận động viên đã giành huy chương trong các cuộc thi khu vực Đông Nam Á cũng như các giải vô địch quốc gia. Đây là những vận động viên thuộc đội tuyển taekwondo tỉnh Thừa Thiên Huế trong một buổi tập luyện hàng ngày.
Trong số này có một kiện tướng quốc tế, 4 kiện tướng quốc gia và 8 vận động viên cấp 1. Với các gương mặt trẻ này, taekwondo là cuộc sống, niềm vui và là sự nghiệp. Chính vì vậy, họ luôn cảm thấy thoải mái khi tập luyện, dù phải thật vất vả và dày công mới có thể có được những cú đá đòn đầy kỹ thuật để giành huy chương ở các giải đấu đỉnh cao. Là một môn võ cổ truyền của đất nước Hàn Quốc, taekwondo du nhập vào Huế vào khoảng năm 1970. Đây không chỉ là môn phái với mục đích giành chiến thắng bằng mọi giá, taekwondo còn có mục đích cao đẹp hơn, đó là hướng tới sự phát triển và kiện toàn mọi khả năng về tinh thần và thể chất của con người. Vẻ đẹp và tinh thần của taekwondo đó là hướng đến người tập cái chân thiền mỹ trong cuộc sống. Người tập cảm thấy vui khỏe và yêu đời hơn khi thực hiện các bài tập của taekwondo. Vì taekwondo không những là chỉ có thi đấu đối kháng, ngoài taekwondo có là võ nhạc, có là biểu diễn quyền cho các lứa tuổi từ U15 cho đến U60. Nên nói chung tập taekwondo thì nó hướng tới cái vẻ chứng thiện mỹ rất là cao. Có một điều khá thú vị là taekwondo cuốn hút khá đông các nữ vận động viên. 70% trong số này là những cô gái với độ tuổi từ 13 đến 22. Các cô gái tập luyện taekwondo vì muốn rèn luyện cho bản thân một trạng thái tinh thần bình ổn, một đức tính tự chủ và một kỹ thuật hoàn hảo. Dù trên sàn tập hay trên sàn đấu, những cô gái đều cảm thấy hứng thú vì đã chọn gắn bó với taekwondo. Mình cảm thấy đôi chân của mình khỏe khoắn và có thể chơi được tất cả các môn. Vì trong thể thao, đối với đôi chân là rất quan trọng. Trong taekwondo cũng vậy, trong taekwondo, tập chân kết hợp với những đòn đá của nó, mình cảm thấy hứng thú. Taekwondo với đặc tính là nghệ thuật chiến đấu không vũ khí. Muốn phát triển các kỹ thuật của taekwondo, người tập cần có sự dẻo dai, sức mạnh và phải luyện tập thường xuyên để có một tinh thần cương quyết, một ý chí kiên cường, sự tự tin và một tâm hồn bình an trong sáng. Trở thành vận động viên của các giải đấu đỉnh cao, các bạn trẻ này luôn duy trì luyện tập, khổ luyện để có được sự nhanh nhạy, khéo léo, nắm bắt cơ hội, ra đòn đúng cách, đúng lúc. Những kỹ năng họ cần có khi thi đấu là đá tấn công vào mặt, đòn đá quay sau hay đòn khó nhất là 360 độ trên không. Taekwondo là một môn thể thao đòi hỏi sức mạnh và kỹ thuật cao. Nhưng tinh thần của nó luôn được các bạn trẻ này đặt lên hàng đầu. Đó là kính trọng thầy, sống hòa nhã với bạn bè, yêu thương đồng loại và quý trọng bản thân. Đừng bao giờ tấn công trước. Câu phương châm này đã định rõ giới hạn hành động của taekwondo là chỉ phản ứng tự vệ. Taekwondo chỉ rõ con đường dẫn đến sự toàn thiện của con người. Đó là điều bất kỳ môn sinh nào cũng cần phải nắm bắt và thực hành. Taekwondo thì cũng giống như tất cả các môn võ thôi, là chữ đầu tiên đó là chữ đạo. Mình phải rèn luyện cái tâm, chứ không phải mình học võ để mà đánh nhau đâu gì cả. Vẻ đẹp của nó là từ trong tim mình đi ra thôi. Mình có thể học võ nhưng mà mình không được khinh người xung quanh. Mình phải kính trên mình nhường dưới. Nó như thế nó sẽ giúp cho mình phát triển mỗi ngày một đi lên. Là một môn võ thuật hướng tới sự phát triển hài hòa thể chất cũng như tinh thần, taekwondo đang cuốn hút đông đảo những người trẻ tuổi ở tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia luyện tập và thi đấu. Với họ, đó không chỉ là môn võ thể hiện sức mạnh, kỹ thuật tốt, mà còn là một nghệ thuật giúp nuôi dưỡng tâm hồn. Là một môn thể thao phổ biến nhất thế giới, taekwondo thu hút được nhiều môn sinh đó là điều đương nhiên. Và ngoài hiệu quả đáng kinh ngạc khi một phương cách tự vệ, taekwondo còn là một môn thể thao lý tưởng giúp cho cơ thể phát triển toàn diện và hài hòa. Những ngày cuối năm luôn mang đến cho chúng ta những cảm xúc ngập tràn, nhiều yêu thương và những hy vọng về những ngày xuân phía trước. Những ngày tháng chạp cũng là lúc mọi người thu xếp dọn dẹp mọi thứ để đón một mùa xuân mới, và hy vọng tất cả chúng ta ai cũng sẽ có những niềm vui trong những ngày cuối năm như thế này. Chương trình Nhịp sống trẻ ngày hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.